Dưa ui nha đam của mình đã làm xong rồi nè cả nhà. À, thì bây giờ mình sẽ lấy một hũ ra để mình úp ngược xuống cho cả nhà mình xem nha. Dưa ui nha đam mà mình úp xuống mà nó không có bị chảy, đó là dưa ui của mình đã làm thành công và rất là ngon và rất là dẻo luôn. À, dưa ui của mình làm sẽ không có bị dăm đá luôn cả nhà xem rất là dẻo nè. Em mến chào cô chú, anh chị và các bạn nha. À, thì hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho cả nhà mình một cái món ăn vặt nữa cũng rất là ngon và rất là tốt cho sức khỏe. Đó là món dưa ua nha đam. À, thì ở nhà mình cũng rất trồng rất là nhiều nha đam nè. Thì bây giờ mình cắt vô để mình làm dưa ua. Thì bây giờ mời cả nhà cùng là vô làm chung với mình cho vui nha. À, trước khi mà mình làm dưa ua nha đam á, thì em chuẩn bị một cái nồi nước sôi nè để em trụng mấy cái hũ thủy tinh. Thì mấy cái hũ này mình mới mua về á, mình trụng cho nó nóng, sau đó mình để ráo thì mình mới làm dưa. Tại vì khi mà mình làm cái hũ nó sạch á thì dưa ua của mình nó sẽ rất là ngon, nó không bị nhớt. Thì bây giờ mình trụng trước rồi mình để mình úp cho nó ráo nước. Thì bây giờ nước nó đã chuẩn bị sôi rồi, mình sẽ để những cái hũ thủy tinh vô. Đây là nha đam của mình đã cắt xong rồi nè cả nhà. Cả nhà xem cái bẹ nha đam nhà mình trồng rất là lớn. Mà nha đam lớn như vậy thì mình sẽ lấy thịt nha đam rất là nhiều. Thì để cho nha đam của mình làm nó được ngon và không bị đắng thì ở đây em có chuẩn bị là một trái chanh và một muỗng muối. À, thì chút nữa mình sẽ pha vô nước để mình rửa nha đam. Hôm nay nhà mình á, bào bẹ nha đam bằng cái bằng bào rau củ. Thì mình thấy bào bằng cái kiểu này á, nó cũng nhanh lắm cả nhà. Khi mà nha đam của mình làm sạch xong, mình sẽ ngâm qua nước chanh và muối và mình sẽ rửa khoảng 4 năm nước và nha đam của mình sẽ không còn bị nhớt và đắng nữa cả nhà.
Rồi bây giờ nha đam của mình đã cắt hạt lựu xong rồi nè cả nhà. À, thì bây giờ mình sẽ đem lên nước sôi mình trụng khoảng tầm 2 phút nha. À, bây giờ nước của mình đã sôi rồi nè. Mình trụng lên cho nó khoảng 2 phút cho nó vừa chín thôi. Mình vớt ra mình để vô nước đá lạnh. Rồi bên đây mình có chuẩn bị một thau nước đá lạnh nè. Mình trụng nha đam xong rồi bây giờ mình sẽ để nha đam vô nước lạnh cho nó săn lại. Mình để nha đam vô nước đá lạnh như vậy nè thì cái nha đam mình nó sẽ rất là giòn. Về nguyên liệu mà để mình làm dao ô nha đam thì ở đây em có chuẩn bị là một hộp sữa đặc nè, 3 hũ sữa chua. Thì sữa chua này mình mua ở ngoài chợ, mình về thì mình để ở ngoài khoảng 3 tiếng sau đó mình mới làm cho uống cả nhà. Và bên cạnh đó thì em có sử dụng là 5 bịch sữa tươi có đường. Rồi bây giờ mình sẽ cho một lon sữa đặc vô. Rồi sau đó mình cũng phải chế một lon nước sôi vô cái lon này nha cả nhà. Quậy lên cái lon cho nó đều, mình tráng cái lon á. Mình quậy cho sữa nó tan, nó chín trong nước sôi á. Sau đó mình sẽ cắt sữa tươi mình chế vô. Mình cho lần lượt 5 bịch sữa tươi vô cái thau này luôn. Mình quậy cho nó đều. Mình để hết gia đam vô. À, sữa chua nha đam, dâu nha đam của mình sẽ ủ khoảng 10 tiếng cả nhà.
mình sẽ chắc vô mình ủ cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ chế nước cho mình ủ da ua nha đam cả nhà. Thì cái nước này thì mình sử dụng là nó khoảng tầm 50 hoặc là 60 độ C thôi. Mình chế khoảng hơn nửa nồi hũ nha cả nhà. Rồi mình chế vô. Ua nha đam của mình không có đậy nắp, mà mình lấy cái khăn này nè, mình ủ mình đậy trên cái mấy cái keo thủy tinh của mình. Vậy là mình để sau khoảng tầm 10 tiếng, tại vì mình muốn để lâu cho cái da ua của mình nó chua nó ngon hơn, tại gia đình mình thích ăn chua. Rồi hẹn cả nhà 10 tiếng sau mình lấy da ua cho cả nhà xem nha. Rồi thì bây giờ sau 10 tiếng đồng hồ mình đã ủ da ua nha đam á, thì bây giờ mình sẽ dở ra cho cả nhà xem nha. Đây, da ua của mình sau 10 tiếng đồng hồ đây. Bây giờ mình sẽ lấy một hũ cho cả nhà xem nha. Da ua của mình là rất là dẻo, mình chỏng ngược đầu nó cũng không chảy xuống nữa. Nếu mà mình làm da ua như thế này thì đã thành công rồi. Da ua của mình nó sẽ rất là ngon, rất là dẻo luôn cả nhà. Nếu mà gia đình mình muốn ăn da ua mình nó có độ chua vừa phải thì mình ủ khoảng tầm 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Còn đối với gia đình mình thì muốn ăn cái độ chua nó nhiều hơn xíu thì mình ủ khoảng 10 tiếng. Nhưng mà mình ủ thì mình đừng có đậy nắp như cả nhà. Mình đậy cái khăn như vậy thì da ua của mình nó sẽ lên men nó rất là ngon. Mình làm da ua nha đam á, mà nếu mà mình úp ngược lại mà nó không chảy xuống, đó là da ua của mình đã làm nó thành công rồi đó cả nhà. Da ua của mình nó lúc đó là nó rất là dẻo. Nếu mà mình để vào ngăn mát thì ăn nó sẽ ngon hơn. Món da ua nha đam của mình đã làm xong rồi. Chúc cả nhà mình thực hiện món da ua này thành công nha. Nếu thấy hay thì cả nhà hãy bấm đăng ký kênh và like và để ủng hộ cho kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog nha. Rồi xin chào cả nhà.